Rồi em chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay thì em báo giá cho anh chị mình là một cặp bò cái xin tơ mẫu đẹp và một con bò cái xin mẹ mới tết con như vậy. Bây giờ em sẽ tiến gần lại sẽ quay về con bò cái tơ đầu tiên cho chị coi ha. Cái tơ đầu tiên này thì sáng mặt nè, sẽ lưng nó nghiêm chỉnh ha. Đó lưng đôi, dài đòn nhau chú gì. chị. Mông đít thì to ha. Đó cày đuôi lớn, ngoa thì ngoa đen, đuôi thì dài một nồi như vậy. Rúng lòng thòng lết vết ha, vô địch như vậy bốn vô đều chân móng trước sau nó thì tất cả là hoàn thiện nè xương to và móng sồi nha anh chị đó chân cẳng thì lớn nha quý chú anh chị cái phần yếm cái con bò này thì lòng thòng nha yếm dày chiều cao thì em lấy thước em đo ngay số lưng thì nó cao gần một m 14 bò nha anh chị hiện tại con bò cái xin tơ này thì nó được 8 tháng tuổi nha anh chị nó là bò xin mẫu mã bom bay ha đẹp nha anh chị con bò này thì trước sau thì đỏ mặt không có len giá nha anh chị lúc trước thì nó có bị diêm da nổi về một khoang nhưng bây giờ thì da đã liền đại rồi nha quý chú anh chị nó da nó liền lại đẹp ha đó đen ở lông luôn nha chị nói chung là bò này thì hoàn toàn nghiêm chỉnh còn hoàn thiện ha chiều cao thì gần một m mười được 8 tháng đó da đỏ không có đen giá đó con bò này thì anh chủ nhà là sổ giàm đàng hoàng rồi hết nha chị đó mập uống mời ha tướng tá mẫu đẹp chị mẫu bơm bay ha con bò này thì anh chủ nhà báo giá của em á là 18 triệu nha chị 18 triệu cho cái con bò cái xin mẫu bơm bay đó đẹp bò nha chú chị 18 triệu ha Giá này thì có thương lượng chút để thì xe nữa nhau chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay máy qua con bò cái xin tơ số 2 cho anh chị coi ha. Cái tơ số 2 để em kiểm tra thì sáng mặt nghiêm chỉnh anh chị. Xá lưng nghiêm chỉnh ha, dài đòn bự con nha anh chị. Đó mông đích hoàng điện ha, kẹo đuôi lớn hoa đen, đuôi dài một nùi nha anh chị. Dưới đây là chân rúng ha, rúng dày, bốn dấu đều, vàng chân sau nè, chân trước nha anh chị. Chân móng này phải nói là hết sức to như anh chị xương cối nha, chân móng sò, yếm lòng hồng nha anh chị chiều cao thì con bò cái sinh tơ lưới số 2 này em lấy trước em đo ngay số lưng á, thì nó cao là 1m25 bò nha chị rất là cao nha con bò này á, thì trước sau thì lông da đỏ xét rạc liền bơn và không đen không giá nha gì bò rất là đẹp nha tướng tá nó bự con cao ráo dài đòn được cái là xương to anh chị xương cối nha rất là to nha cô giống gì con bò này á, thì anh chủ nhà có nói với em thì đã lên giống rồi mà anh chủ nhà chưa có bơm lại nha anh chị chưa có bơm tinh ha con bò này hiện tại thì nó được 14 tháng nhau chú gì đó, con bò này anh chủ nhà báo giá của em là 24 triệu nha anh chị. 24 triệu cho cái con bò cái Sinter lúa số 2 này ha. Thì cô chú anh chị mình cứ nhắm ơn được con bò đầu tiên hay là con bò số 2 này á thì anh chị cứ nhắc máy liền tay gọi ngay cho em ha. Giá này thì có bớt chút đi xe nữa nhau chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình có quan tâm về một trong hai con bò này thì anh chị có liên hệ trực tiếp với em để chúng ta là mình đem hai con bò này mình đem về nuôi sinh sản anh chị. Hai con bò này là bò tô nha anh chị. Đó, bò tơ đèn hoàng ha. Rồi bây giờ em sẽ quay máy qua con bò cái sinh mẹ mới tách con nhau chú chị. Đó. Con bò mẹ này em kiểm tra thì sẽ mặt nó nghiêm chỉnh ha. Đó anh chị nghiêm chỉnh ha. Sá lưng nghiêm chỉnh anh chị. Dài đòn ha. Mong đích thì nó cũng hoàn thiện hoa đen. Đuôi dài một nồi ha. Con bò cái này thì rúng chiền nha anh chị. Có 5 vú ha. bốn vú dài và một vú nhỏ nha anh chị. Bầu sữa còn căng ha. Chân sau chân trước nó thì xương to móng sò hết nhau chú chị hoàn thiện ha. Bò này thì yếm mỏng nha anh chị chiều cao thì con bò cái mẹ này em lấy trước em đo ngay số lưng á thì chiều cao nó gần một m ba bò anh chị tướng tá con bò cái mẹ này á, thì bự con cao ráo dài đòn ha xương sốc to đuôi khá dài anh chị một nồi ha nói lòng hồng với ông đó đó con bò cái mẹ này á thì nó mới đẻ hai con nha anh chị bẻ ba răng ha đó lông da xét kẹt đỏ mặt toàn thân bà không len không giá nha anh chị bầu vú sữa nó còn căng hang. tại vì mới tách con được hai mấy ngày rồi nha các chú anh chị con bò cái mẹ này thì anh chủ nhà có nói em thì anh đã bom tinh lại là bò kem được một tháng 26 ngày rồi nha chị bò mẹ thì đã bom tinh là bò kem rồi ha tất cả là nghiêm chỉnh nha chị đó nhắc lại ha chân móng nè xá tích dậu lồn vú đúng là nghiêm chỉnh ha không có con nào lan giá các anh chị hoàn toàn nghiêm chỉnh ha dài đòn nha quý chú gì con bò này thì anh chủ nhà báo giá của em là 25 triệu nha chị thì cô chú muốn mua hết ba con bò này luôn á thì anh chị có liên hệ trực tiếp với em nha chị đó